2 năm ngoái, đúng nào cho đến ngày hôm nay, để chúng ta biết theo mốc thời gian. Số lượng ngày hôm nay là con số này lạc hậu quá rồi. Tôi biết cái này cách đây 2 tuần, ngày hôm nay hơn 60 triệu rồi. Chỉ lưu ý này này, khi người ta tìm ra, người ta phân tích gen, người ta thấy 70% cấu trúc giống. Rất nhiều người, trong đó có cả bác sĩ Donald Trump mà, ôi chuyện nhỏ, giống cúm mùa mà. Nó giống như sát lần trước, nó tự đến thì nó tự đi. Cuối cùng, tất cả đều là gì? Nhầm, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Người ta mới phát hiện ra là gì? Không phải giống lần trước, là nó chỉ qua đường không khí, mà bây giờ nó qua đường tiếp xúc. Cái này là cái đáng ngại, thường xuyên chúng ta bị. Đấy, và là gì? Từ đó nó mới đề ra là gì? Ngoài cái khử khuẩn, khẩu trang giãn cách ra, chúng ta phải khử khuẩn bề mặt, vân vân, phải dùng tất cả những thứ đấy. Và đặc biệt là gì? Con virus này tồn tại khá lâu ở ngoài môi trường. Đấy. Tuy nhiên, có một cái điểm yếu là các hóa chất chúng ta đang có đều có tác dụng. Thì cơ chế của nó, đây người ta thấy gì? Ngoài thâm nhập vào cái tế bào của niêm mạc, sau đó gì? Không những nó làm hỏng cái tế bào niêm mạc phổi này, rồi cuối cùng gì? Nó đi vào tại chỗ, đánh phá hệ thống mạch máu. Đấy, oái oăm nhất của cái này. Ngoài cơ chế gây ARDS tổn thương là tổn thương màng phế nang bao quản thoát dịch vào, bây giờ nó còn cơ chế thứ hai, nó làm tắc mạch. Cái này chính là thầy Vĩnh vừa trình bày, đó là gì? Các hình ảnh giãn mạch hoặc tắc động mạch phổi. Đấy. Giải phẫu bệnh, các nghiên cứu từ châu Âu, Trung Quốc, Mỹ, các bạn tìm trong tài liệu rất nhiều. Đại thể tổn thương hai phổi chắc có ổ xuất huyết, vi thể tổn thương phế nang lan tỏa giống như cái cũ, nhưng mà cái mới là gì? Ổ xuất huyết hoại tử tắc mạch. Đấy. Suy đa tạng và hậu quả của thiếu oxy. Đây cái hình ảnh năm 2003, chủ yếu tổn thương của phế nang, người ta gọi là tổn thương phế nang lan tỏa DAD, liên quan đến các mảng hyalin, các tế bào bong ra, vân, nó tạo ra cái mảng này. Giai đoạn sớm của giai đoạn này thì người ta thấy là tắc mạch rất là nhiều. Đấy, và sau này giai đoạn muộn thì nó giống như sát thông thường. Đây là hình ảnh đại thể, các bạn thấy cái phổi giống như một cục thịt. Và các lòng mạch máu mà thầy Vĩnh lúc ấy chỉ chúng ta thấy là các cái tắc mạch chính nó là đây. Vậy thì hô hấp, phổi thở vào, không có dòng chảy, không có xe hồng cầu đi chở, thiếu oxy thì chắc. Tại sao bệnh nhân chết? Và cực kỳ khó khi chúng ta cho bệnh nhân thở máy. Đây, và ngược lại, tăng áp lực mạch phổi dẫn đến có thể suy tim phải cấp. Rõ ràng thiếu oxy đây liên quan hai cơ chế. Một là gì? Liên quan đến trao đổi khí. Thứ hai là gì? Vận chuyển. Cả hô hấp và tuần hoàn đều bị ảnh hưởng, cho nên tại sao bệnh nhân hay chết đột ngột. Đó. Và đây là hình ảnh và cái so sánh của SARS 2003, 2005. Thì 2003 chủ yếu là do phổi, nhưng mà SARS bây giờ ta thấy gì? Do phổi tắc mạch suy tim và tử vong do thiếu oxy. 10 bệnh nhân ở Brazil người ta cũng chứng minh được, ngoài các tổn thương ở phế nang lan tỏa, tắc động mạch phổi. Và người ta còn tìm thấy virus ở các ở ruột, gan, thận, não, vân vân. Tóm lại, virus đã đi vào máu giống như nhiễm trùng huyết, đánh vào các tế bào nội mạc từ đầu đến chân. Cho nên chúng ta có thể thấy biểu hiện từ não đến tim, phổi, gan, thận, ngoài da đến chân giống như hội chứng Kawasaki, đặc biệt ở trẻ con. Đấy, đây là người ta chứng minh được vai trò của virus là chuyện có thật. Không phải chỉ có tìm thấy mấy cái tế bào lem phô hay tế bào đơn nhân, mà người ta còn bắt được các ARN của virus bằng các hormone miễn dịch. Đấy, tìm thấy hết các con virus này. Đó là tình trạng nhiễm trùng huyết mà không phải do vi khuẩn là gì? Do virus. Cho nên là gì? Một là đánh phá tại chỗ các tế bào này bị hỏng. Cái thứ hai là gì? Nó lấy ra các cái cơn bão cytokine. Đây, sau khi virus chui vào tế bào, nó làm gì? Bình thường nó sẽ bị cô lập vì các IG và hệ thống bảo vệ chúng ta đẩy ra. Thì ngược lại, virus này nó lại được rất là welcome nhờ cái protein TMP23 và cái protein giúp con virus chui vào đây, cởi bỏ cái vỏ này ra, truyền các ARN vào đây, chiếm lấy hệ thống tế bào, điều khiển sản xuất ra các cái thành phần của virus mới, phá ra ngoài, làm thứ hai sản xuất ra một loạt các cái tế bào, các cái chất khác mà chúng ta gọi là cytokine. Và mặt khác, truyền đến các tế bào CD4, CD8 này, dẫn đến các hoạt động quá mức của cái hệ thống này, và dẫn đến chúng ta gọi là các cơn bão cytokine. Càng lôi kéo rất nhiều các tế bào macrophage, bạch cầu đa nhân trung tính tới các tổ chức phổi, các cơ quan phổi của chúng ta bình thường giống như một miếng xốp mà các chị chưa rửa bát. Bây giờ giống như một miếng xốp mà các chị đã chất đầy nước, cho nên chúng ta không còn chỗ đâu mà thở. Đấy, nên cơ chế lý lý. Và đây cái hình ảnh này cho thấy, bên phải đây là cái hình ảnh phổi bình thường, bên trái là cơ chế giống như là cái hội chứng ARDS chúng ta cũng biết.
Nhưng nó chỉ khác là gì? Ngoài cái tổn thương nước ở trong này chui vào phổi, cái hình kính mờ của thầy Vinh Vĩnh đây, nhưng bây giờ nó tắc mạch đánh trực tiếp vào tế bào nội mạc, người ta gọi là bệnh do hệ thống các tế bào nội mạc endothelialitis và kèm theo hiện tượng đông máu trong này. Cho nên là gì? Oxy qua đây đã khó, vận chuyển đi còn khó hơn. Và tất cả các tạng đều bị ảnh hưởng và dẫn đến các cơn bão cytokine. Đấy, đây là các cái hình ảnh người ta chứng minh được là vai trò của các cái nội mạc. Tỷ lệ tử vong tăng theo tuổi. Vì thế nó giải thích được tại sao người lớn hay bị già như tôi, chẳng hạn tế bào mạch máu nó cũng già rồi. Đấy, cho nên bọn trẻ con thì nó rất ít bị. Người ta chứng minh được gì? Trên 80 tuổi chết gấp 100 lần dưới 3 tuổi. Đấy, đúng không? Và thứ hai là gì? Ngoài siêu hấp ra còn dẫn đến cái gì? Tổn thương các mạch máu. Cho nên tại sao nó cắt nghĩa được? Tại sao COVID này nó chỉ tương vào mấy cụ già? Lúc đầu chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên, bảo lây thì thằng nào mà chả bị, miễn là có nguồn lây, nhưng không phải. Tại sao nó lại ưu tiên các cụ già? Đấy. Đúng nào? Và tất nhiên là gì? Trong trường hợp vừa rồi khi bệnh thì xảy ra, ngoài cái việc do bệnh rồi, chúng ta còn nhiều cơ chế khác, đặc biệt chúng ta chưa hiểu biết, thiếu giường bệnh quá tải. Ví dụ như ở nước ngoài, châu Âu và Mỹ chẳng hạn, không cho vào viện, cho vào viện là gần chết, cho vào là cho ra, cho vào cho ra, cho nên là tại sao nó chết nhiều. Bây giờ các bạn thấy gần đây tỷ lệ tử vong nó đang giảm xuống rất là nhanh. Đây là cái báo cáo hàng tuần ở Mỹ vào khoảng tháng 2, người ta thấy là trên 80 tuổi có bệnh nền kèm theo chết một nửa, không có bệnh nền chết phần 3, nhưng trẻ em chết cực kỳ ít. Đấy, nó liên quan đến tuổi vì nó giải thích được cái nó tấn công vào các tế bào nội mạc endothelialitis và huyết khối tắc mạch khắp nơi. Trẻ con thì mạch máu nó còn tốt, nó ít bị. Nào, tất nhiên tử vong còn liên quan mức độ nặng. Nhẹ nó thường yếu là ở phổi, cô lập tại chỗ. Nặng thì là gì? Tổn thương toàn thân và hệ thống, đặc biệt hệ thống mạch máu. Đấy. Và đây là, và thực ra đã chứng minh được rằng liên quan đến mức độ, ví dụ nhẹ nó khư trú tại chỗ, không có chuyện. Nếu mà nặng nó chui vào mạch máu, bắt đầu nó đi khắp nơi đánh phá các cơ quan. Và các bệnh kèm theo đây người ta thấy rồi, tim mạch mãn tính, đấy, COPD của các bạn cũng rất dễ bị, cho nên là bệnh thận, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, béo phì. Đấy. Đây là ca bệnh 428 của chúng ta. Đấy, bệnh nhân 70 tuổi, suy thận mãn lọc máu 10 năm, suy kiệt, tăng huyết áp, suy tim, suy vòng, vào viện vì viêm phổi, PCR dương tính, đúng rồi. Suy hô hấp, suy tim nặng lên, EF còn 12%. Thế còn chữa cái gì? Chữa hay không chữa? Nước ngoài nó bảo thôi đừng có chữa. Tại sao chúng ta chữa? Thủ tướng bảo không được để chết, thôi cố chữa để yên lòng dân. Hì hục thở máy ECMO, cuối cùng vẫn hy sinh. Đây không phải là gì? Chúng ta kém, ở Tây nó cũng vậy. Là gì? Bất khả kháng. Cho nên con số 35 bệnh nhân tử vong đó là một cái con số cố gắng rất lớn. Và ngay từ đầu chúng tôi đã ước tính 50. Đấy, ít ra là công sức của các bạn đã đền gì cứu được 15 bệnh nhân là trong số này. Mà lúc đầu tôi ước tính khoảng 50. Về lâm sàng, người ta biết rồi. PCR tuy nhiên không dễ, người ta có thể lấy ở mũi, người ta có thể lấy nước bọt. Đấy, tuy nhiên cũng thể 60% thôi. Đấy, các 40% thì không có triệu chứng, còn lại là gì nhẹ, nặng và nguy kịch. Triệu chứng lâm sàng nó cũng chả có hơn gì cái cúm thông thường cả. Biểu hiện lâm sàng nó có một số khác là gì? Tiêu hóa, mất khứu giác, bụng trướng, thần kinh, nhồi máu não, liệt, suy gan. Tóm lại là gì? Biểu hiện nó quá nhiều. Nếu chúng ta không nghĩ đến, vì nó giống quá nhiều bệnh khác nhau. Ở Mỹ chẳng hạn, phụ nữ mang thai cũng tương tự, cũng có người ta chưa thấy qua virus. Đấy, HIV cũng tương tự, tuy nhiên có sẽ nặng hơn. Cận lâm sàng để ngoài cái chuyện do bạch cầu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, đặc biệt là giảm lympho, giảm CD4, CD8, tăng cytokine, tăng cái hội chứng gọi là hoạt hóa đại thực bào, tăng sơn khi mà chúng ta làm khí máu và tăng áp lực động mạch phổi. Đấy. Đây là một số, và đặc biệt là gì? Dedimer tăng rất cao, đấy, tăng đông. Đấy, và người ta còn đưa ra khái niệm DIC hoặc là bệnh do sepsis gây ra. Cuối cùng là gì? Các bi lăng về suy đa tạng theo thang điểm SOFA chúng ta thấy đủ rồi. Chẩn đoán hình ảnh thầy vừa nói rồi. Đấy. Nhưng mà nó lưu ý một cái gì? Nó liên quan đến thở máy. Bác sĩ Khiêm trình bày cái vùng phổi còn lành này chúng ta cứ tăng píp mãi chứ nó chẳng mở được cái chỗ này. Nhưng ngược lại nó làm ảnh hưởng hơn. Cho nên là cái điều chỉnh máy thở ở trong COVID không dễ. Tùy thuộc từng bệnh nhân, tùy thuộc từng giai đoạn, phải cá thể hóa, không có một công thức nào cả. Mình đứng làm sao mình biết là làm thế nào mà tốt nhất cho bệnh nhân vào thời điểm đó chúng ta làm như vậy. Siêu âm rất là tốt, đấy cũng đã nói rồi. Vừa ngoài cho phổi, màng phổi đánh giá quy mô ra còn có và bùng tim, tĩnh mạch chủ dưới, tiến hành các kỹ thuật thủ thuật. Và trong cái hoàn cảnh mà chúng ta bịt bùng kín mít, cầm ống nghe, rất ít tác dụng, siêu âm lại hình nhiều, làm được đủ thứ. Đấy. Về điều trị, phân loại ra, lập kế hoạch điều trị, đánh giá mức độ nặng,
từ đầu đến chân, đấy, hô hấp tuần hoàn vân vân, chúng ta phải có cái nhìn tổng thể vào cái bệnh nhân này. Can thiệp ưu tiên là để đảm bảo hô hấp tuần hoàn, chống cơn bão, cytokine, dự phòng huyết khối, điều trị triệu chứng vân vân. Đấy, dinh dưỡng phục hồi chức năng tâm lý. Đấy, vừa rồi ở Đà Nẵng chẳng hạn, không những là bệnh nhân mà cả thầy thuốc cũng khóc rưng rức, cho nên phải có cả bác sĩ tâm lý. Đúng không nào? Phác đồ theo phân loại thấp mức độ nặng, tụi Mỹ nó làm gì? Nhẹ nó bảo kệ bố nó, chả làm gì cả. Còn nhà mình thì tại sao phải rốt vào chỗ thầy Khiêm? Không rốt vào nó lại sỏng ra mất, cho nên là phải cho vào bệnh viện, phải cho thuốc, đúng không nào? Chứ chúng ta hiện nay là chúng ta không dám để cái này ở ngoài cộng đồng, như người ta để ra nó lan ra thì chết. Mặc dù tốn kém vất vả, công an gác cửa, dân phòng gõ vân vân. Đấy, còn nặng hơn và điều trị, khi nào mức độ trung bình, khi nào nặng có cái sơ đồ. Đấy, chúng ta làm khác ở nước ngoài là gì? Chúng ta còn ít, chúng ta cho vào viện cách ly hết. Chứ còn theo cái này nước ngoài, nó sổng ra thì chết. Đấy, có công an gác nó còn trốn được, đúng nào? Thuốc kháng virus, đây là cơ chế là các loại thuốc có thể tác động vào virus, ví dụ kháng thể trung hòa đánh vào ngăn cản virus, ngăn cản nhân lên hay ngăn cản vân vân, tất cả các yếu tố mà người ta có thể đúng được. Việt Nam vẫn dùng cái thuốc này và hiện nay là báo cáo sơ bộ ban đầu có kết quả, tất nhiên nó chưa được như muốn. Các thuốc khác thì nghiên cứu thì thấy rồi đấy, còn đặc biệt Remdesivir lung tung, ông Mỹ ngày 3 tháng 9 chứng minh là tốt, đưa vào hơn 3.000 đô một liều, thời gian sau WHO bảo trả rõ kết quả. Tuần vừa rồi xem lại bài báo trên New England lại công bố có kết quả, chưa biết là thế nên là không dễ như thế nào. Đây này, Tổ chức Y tế Thế giới lại không chứng minh được. Tôi vừa mới xem cái bài báo ngày 3/1 rồi lại bảo final report có kết quả, cho nên là không dễ và liều rất là đắt. Đấy, hơn 3.000 đô. Còn corticoid đồng ý với nghiên cứu recovery dexamethasone khi ở bệnh nhân nặng, nhẹ là không dùng. Đấy. Đấy, tất nhiên người ta đã lựa chọn điều trị các bệnh nhân thở máy, bệnh nhân không thở máy vân vân, liều tương tự đây. Chống siêu hấp, tại sao người ta có cái từ COVID ARDS, người ta viết tắt là CAR, cái này bác sĩ Khiêm sẽ trình bày. Đấy, điều trị hỗ trợ từ oxy rửa mũi, đặc biệt người ta quan tâm đến cái oxy dòng cao vừa rồi rất hiệu quả đặc và nằm sấp. Chống rối loạn đông máu, trước kia chúng ta chỉ quan tâm đến dự phòng huyết khối ở các bệnh nhân nặng, bây giờ cho luôn, không phải dự phòng, tất cả bệnh nhân vào viện phải dự phòng, mà khi nào đây đi me trên cao, cho luôn enoxaparin liều điều trị, khỏi cần bàn, khỏi cần xét nghiệm, đúng không ạ? Nếu có DIC điều trị theo phác đồ, đấy, nếu mà chảy máu phải giữ hemoglobin trên 8, chống suy tuần hoàn, theo cái surviving sepsis campaign, vì bệnh nhân sốt, nhịn ăn uống cho nên là có thể mất dịch, cho nên chúng ta phải đảm bảo dịch tránh thừa thiếu, nhưng mà nguy cơ suy tim rất là cao vì bệnh nhân có thể có tâm phế cấp, lại phải lựa chuyển có không, chuyển nhiều hay chuyển ít, tùy từng bệnh nhân một. Suy tim mà có tổn thương cơ tim, tăng troponin vân vân rất dễ chết, cho nên là gì, nếu bệnh nhân có triệu chứng của septic shock thì giống như điều trị surviving sepsis campaign. Chống cơn bão cytokine, corticoid để sang vân vân do rồi. Nước ngoài ta rất thích với cái thuốc đối kháng các cái interleukin, nhà mình thì hay thích hay dùng các cái lọc máu. Lọc máu để làm gì? Bỏ bớt các cytokine ra, giảm bớt các cái phản ứng, làm giảm bớt các cái gọi là gì, cường độ, mức độ mạnh của phản ứng dẫn đến giảm suy tạng. Đấy, Trung Quốc cũng đồng ý. Mỹ rất ghét lọc máu, cuối cùng cũng phải cấp phép khẩn cấp cho các loại lọc máu. Tóm lại là bố mày không đồng ý thì cho đồng ý hết. Cho nên là gì, chúng ta nhiều khi chúng ta cứ bảo FDA đồng ý không, giống như là gì làm tiêu chuẩn vàng, chứ bây giờ chúng ta phải xem lại. FDA cũng là một cái cơ quan thôi, nó cũng có thể nó rất đúng, cũng có thể nó không đúng. Cho nên đừng quá phụ thuộc. Bây giờ nó đồng ý hết, đúng không? Đấy, điều trị suy tạng khác, dinh dưỡng, kiểm soát đường máu, kiểm soát huyết áp, hội chẩn nhiều chuyên khoa, cái này quan trọng. Vì sao? Người lớn tuổi nhiều bệnh mắc cùng lúc, cho nên là phải tiêm thuốc. Tây nó chết nhiều vì nó không ai, không có đủ nhân viên, đúng nào? Đấy, chết nhiều quá rồi, kể cả nhân viên y tế. Cách đây 3 tuần tôi xem list danh sách các nhân viên y tế trên đã hy sinh trên thế giới này, hơn 7.000. Rất may chúng ta chưa ai bị hy sinh. Bị mắc rồi, gần 30 người, cũng có ông phải thở oxy nằm sấp rồi. Cái đấy thật, đấy rất là lo. Đấy, nhưng mà cuối cùng rất may là qua được. Điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện, các nước mà khoảng 10%, chúng ta nhiều quá, đặc biệt các bệnh nhân nặng. Đấy, rồi liên quan đến, cuối cùng là gì? Xin nhắc lại, điều trị tiếp cận của chẩn đoán điều trị COVID phải rất là tổng hợp. Thiết diệt virus tiến bộ, tuy nhiên vẫn khó khăn, hỗ trợ suy hô hấp quan trọng nhất,
Chống rối loạn đông máu, chống tắc mạch là quan trọng, loại bỏ cytokine, giảm bớt bụng nặng, giảm thuốc tạng, điều trị bệnh nền, hỗ trợ các tạng. Đấy là vật lý trị liệu tóm lại phải rất là tổng hợp thì mới cố gắng cứu chữa được các bệnh nhân nặng này. Xin cảm ơn thầy cô, các anh chị, các bạn.